quên. Nhì bảng. Nhì bảng. Nhì bảng là mai phải dưỡng sức, tối nay nhậu mà. Không có nhậu đâu. Không, tháng mai đâu có nhậu. Xong rồi đọt giải rồi nhậu ha. Thì những cái đoàn lăn, những cái đoàn đua ghe ngo, những đoàn viên thì được đi xe tải các bạn. Công an nó không có xử phạt. Theo đoàn luôn. Theo đoàn về chùa nhậu luôn.
Xin chào tất cả các bạn. Mình là Nguyễn Hoàng Bá. Kênh YouTube của mình cũng là Nguyễn Hoàng Bá, là tên thật của mình luôn các bạn. Thì kênh của mình cái tiêu đề là du lịch và xe. Mình cũng gửi đến các bạn là những cái video là tính cách là chân thật nhất, là có sao nói vậy các bạn. Tính cách là mình chia sẻ với những cái bạn mà đam mê là đi du lịch, đặc biệt là đi du lịch bằng xe máy, thì bây giờ người ta hay gọi là đi phượt các bạn. Thì cái tiếng phượt á, thật ra là cái tiếng lóng, cái tiếng lóng thôi các bạn. Thành ra cái từ, cái nghĩa của cái chữ phượt á, nó rất là nhiều. Thì ở đây mình không có nói về cái từ phượt, mà mình nói về cái xe mà đồng hành với mình trong những cái chuyến du lịch vừa qua, đó là chiếc Winner đời đầu nha các bạn. Đây xe mình đây các bạn. Thì chiếc Winner này là được trang bị là con tay, thì nó cũng giống như hầu hết những cái xe như Accenter hay là Raider, Sonic rồi các bạn. Là nó phân khối nhỏ là 150 phân khối thôi. Thì có nhiều bạn nói là cái xe Winner này á, thì thật ra cái côn tay nó nặng, là khó vô số này kia các thứ. Nhưng mà theo mình á, thì cái côn tay này như vậy là vừa nha các bạn. Nó không nặng lắm, nó vừa tay mình. Thì mình đi không có cảm giác là thấy mỏi tay hay là cái gì hết các bạn. Là do mình sử dụng côn là nó lâu năm nó quen hay sao đó, hay là thật ra thì mình cũng có chạy chiếc Accenter rồi, thì cái xe Accenter thì nó cái côn nó nhẹ, phải công nhận là nó rất là nhẹ. Nhưng mà nó nhẹ quá thì mình không có cảm giác các bạn, không có đã bằng cái cảm giác sướng bằng cái Winner. Winner thì nó không nặng mà nó không nhẹ, nhưng mà khi mình vào côn á, lên số xuống số á, thì nó cho mình cái cảm giác thực tế. Rồi một số bạn nữa nói là cái xe Winner này thì không có đá số sóng được. Thì hôm nay mình làm cái clip này thì giải đáp với các bạn là bất cứ cái xe con tay nào, xe số mà sử dụng con tay thì đều đá số sóng được hết các bạn. Cả về chiếc xe ô tô số sàn cũng vậy. Thì số sàn ô tô thì các bạn biết rồi, nó cũng giống như cái xe con tay của mình, khi mà lên số xuống số thì phải đạp Mazda rồi mới sang số. Thì cái cơ bản nó cũng giống như cái chiếc xe con tay của mình. Thì lý do gì mà mình phải vô số sóng các bạn? Không phải là mình tìm cái cảm giác khác lạ hay như thế nào, nhưng mà trên thực tế khi mình chạy á, thì có những lúc cái tay của mình nó không có rảnh để bóp côn. Do đó là mình phải đá số sóng. Thì chiếc Winner này đá số sóng rất là ok các bạn. Rất là mượt, rất là dễ. Không có gì khó khăn hết. Chủ yếu là mình biết cái thời điểm khi mà mình lên ga xuống ga đó, cái thời điểm mà cái dòng tua máy nó vừa hạ xuống đó, là mình đá liền đó, thì nó vô rất là ngọt ngào đó. Rồi cảm giác như là mình cũng như là mình bóp côn vậy các bạn, chứ không có cảm giác là nó sựng hay nó cưỡng gì hết. Tức là nó không có cái tình trạng mà sượng sượng hay là nó khựng hay là nó kêu gì hết. Vô rất là ngọt, rất là im luôn. Thì trường hợp nào vô số đá số sóng thì mình cũng chia sẻ các bạn cái clip minh họa là như mình là đi du lịch đó. Vừa rồi mình đi cái lễ hội đua ghe ngo ở Sóc Trăng á, thì mình đi xe có một mình các bạn, thành ra không có người quay phim. Lý do đó là mình vừa chạy vừa cầm máy quay luôn các bạn. Thì có những cái đoạn mà mình quay cái quang cảnh review lại cho các bạn xem là ở trường đua ghe ngo như thế nào, là cái khách khứa hay là khán đài như thế nào,
Và đặc biệt là mình có ủng hộ cái chùa Bốn Mặt đó các bạn. Trên đường đi mình có làm quen được với cái đội đua ghe ngò chùa Bốn Mặt. Thì mình ủng hộ cái bữa đầu tiên. Rồi mình đồng hành cùng cái đoàn xe mà chở những cái vận động viên đua ghe ngò của chùa Bốn Mặt á. Thì mình muốn quay lại cái khoảnh khắc và cái khí thế của những cái vận động viên khi mà chiến thắng dòng loại bảng để trở về. Thì mình vừa chạy mình vừa quay phim luôn. Thì đường thì đông các bạn, cái chỗ đua ghe ngò thì rất đông. Thì các bạn nghĩ mình, nếu mà mình không đá số sóng á, thì không thể nào cầm máy quay được. Là mình vừa chạy vừa đá số sóng các bạn, vừa quay phim. Nên nó cũng bình thường các bạn. Rồi tốc độ chậm có, tốc độ nhanh có, ăn thua mình quen thôi các bạn. Rồi chẳng hạn những tôi đi những cái cung đường mà, nào mà đẹp thì đa số thì tôi đi, nhiều khi là có bà xã đi chung thì có bà xã mới quay, mà nhiều khi tôi đi có một mình đó thì phải tự quay các bạn. Thì các bạn biết chiếc winner phải sử dụng con tay, mà quay phim đó thì một tay cầm một tay chạy, thì làm sao vô bóp cơm để vô số được. Do đó là phải đá số sống thôi, chứ không phải nhất thiết là mình đá số sống thường xuyên các bạn. Cái trường hợp là những cái tay lúc đó mình bận biểu cầm cái quay thì sẽ đá số sống. Thì hôm nay làm cái clip này để giải đáp thắc mắc cho những cái bạn cũng hỏi mình là xe winner có đá số sống được hay không. Thì mình sẽ có cái clip phía sau phụ họa minh họa là mình vừa chạy vừa quay phim cho các bạn xem. Còn ở đây thì mình sẽ nói sơ về cái khi mà các bạn muốn đá số sống nha. Thì nó rất là đơn giản các bạn. Bây giờ là các bạn làm mở công tắc nè. Đây là đang số 0 nha các bạn. Đó thì các bạn là đang muốn vô số sống, đá số sống thì các bạn khi mà số 1, số 2, số 3, số 4 gì đó, các bạn móm ra lên một chút xíu. Rồi các bạn vừa buông ra là các bạn đá số liền, nó sẽ vô rất là ngọt. Khi mà vô số 1 đó các bạn, thì các bạn muốn, các bạn vừa móm ra các bạn chạy thì các bạn vừa nhả ra là các bạn đá lên số 2 liền. Đó. Rồi số 2 các bạn chạy đều là vừa móm ra lên, các bạn muốn về số 3 là trả ra các bạn đá lên liền. Đó. Thì cứ thế là từ thấp lên cao, từ cao xuống thấp. Cái số 3 là các bạn chạy đều các bạn thấy không? Đó các bạn nhìn cái dòng tô máy nha, với cái số nha, mình hạ xuống nè, quất liền nè, vô số 4 liền thấy không? Rất là ngọt các bạn. Đó thì cái cách mà mình đá số sống thì nó đơn giản như thôi, tức là mình tăng ga lên nhẹ, vừa xuống ga là đá số liền thì nó sẽ rất là ngọt, rất là im. Thì cái xe này nó đang đậu ở chỗ không có tải các bạn, mình không có chạy thì cái số nó vô nó nhẹ hơn khi mình chạy. Đó, khi mình chạy xe nó có tải thì nó sẽ nặng hơn một tí xíu. Nhưng mà cái nhiệt của mình á, đi đúng cái nhiệt của mình á thì vô số rất là im. Không có gì hết các bạn. Khi mình về số cũng vậy, nhả ra là quất liền nè các bạn, ở về số 5 nè. Số 4 nè. Cái xe này là nó cảm ứng FI các bạn. Khi mà tô cũng hơi gấp quá, khi mà nổ máy thì cái nó chưa có ổn định được cái dòng tô. Bây giờ ổn định rồi nè các bạn. Lên ra nè. Các bạn nhìn kỹ cái đồng hồ, khi mà lên ra vừa xuống là mình trả số liền. Thấy không? Các bạn để ý cái dòng tua với cái số nha. Đó thì mình cũng chia sẻ với các bạn là chiếc xe winner vẫn là vô đá số sống vẫn là im. Xe mình đi đã hơn 30.000 cây rồi các bạn.
à, máy móc rất là ổn định. Thì mời các bạn coi cái clip minh họa của mình khi mình chạy, vừa chạy vừa quay phim ở cái lễ hội đua ghe ngo Sóc Trăng 2019 nha các bạn. Thì mình theo ủng hộ cái chùa Bốn Mặt á, vừa chạy vừa quay phim luôn. Các bạn xem rồi rút kinh nghiệm. Các bạn nào muốn có trường hợp mà đá số sóng thì cứ theo cách thức này thì ok các bạn, không có chuyện gì khó khăn hết. Ăn thua cái bạn quen thôi. Mình chưa quen thì có thể nó hơi lựng sựng một tí xíu, nhưng mà vài lần thì các bạn quen, mà cũng không có ảnh hưởng gì tới hộp số nha các bạn. Khi nào mà mình kéo ra nó gống quá rồi mình vô đó, thì nó mới ảnh hưởng, chứ còn mình chạy nhịp nhàng thì không có gì ảnh hưởng tới hộp số các bạn. Rồi các bạn xem thử mình vừa chạy gì vừa phim như thế nào nha. Cũng rất là sôi nổi, cũng có chỗ gửi xe. Mình sẽ đi vòng qua cái này ha. Chạy xe tay con mà quay phim được rất là khó nha các bạn. Thôi xe tay con phải đá số sống luôn các bạn. Ở bên kia là thắng lẹ. Để bây giờ mình đi qua cái chỗ tập kết xuất phát nha các bạn. Mình tìm cái đội nhà của mình. Đội nhà của mình là đội chùa Bốn Mặt Châu Thành Sóc Trăng. Chết tôi rồi. Tiên tham gia thì thấy cũng rất là hào hứng, nhưng mà không biết là cách thức là mình xem như thế nào để mình có cái review tốt nhất cho các bạn. Đi qua cái cầu Mibisco. Thì cái dòng sông này là nó chảy ra cái cầu quay luôn đó các bạn, hướng ra chợ Sóc Trăng luôn. Cổng vô cái này các bạn. Thì cái này này cũng không có bán vé, nhưng mà mình đi sớm mình chọn được cái chỗ ngồi tốt, chứ không có bán vé luôn các bạn. Thì cái giải đua này nó được tài trợ. Hello. Được tài trợ của tài trợ chính là phía Sài Gòn. Mình là đoạt cúp bia Sài Gòn nha các bạn. Những cái nhà tài trợ khác nữa, có nhiều nhà đồng tài trợ. Đây khu vực bên khán đài A là cũng là điểm để tập kết. Thì giải đua năm nay là tổng giải thưởng là 1 tỷ các bạn, nhưng mà chia đều cho các giải.
dễ nhất là 200 triệu, dễ nhì là 150 triệu, dễ nhì là 100 triệu. Thì theo mình thấy là nếu mà mình ở bên khán đài B á thì mình xem được đẹp hơn. Mình nhìn qua cái khán đài A thì nó có những cái băng rôn quảng cáo rồi các bạn, thì nhìn cái lễ hội thấy nó chuyên nghiệp. Và nhìn được cái đích đến, điểm đến cái đích. Còn khán đài A thì mình phải ngồi ngay trên khán đài mới thấy, còn đứng chạch bên thì khó thấy lắm. Thì các bạn nào dịp sang năm có xem thì nên chọn bên khán đài B. Mình đang đi tìm cái đội chùa Bốn Mặt. Giống ở đây chùa Bốn Mặt các bạn. Không phải. Cái chùa Bốn Mặt mình là mang cái số báo danh là số mấy. Đây là điểm cuối cùng các bạn. Đường này nó hết đường đi rồi.